Chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của kênh Quân sự 24 giờ. Kính thưa các bạn, lực lượng xe thiết giáp của quân đội Việt Nam được xem là đông đảo nhất khu vực Đông Nam Á, với nhiều loại có nguồn gốc từ Liên Xô, Nga và cả Mỹ. Điển hình trong số đó là các xe thiết giáp chở quân dòng BAT, xe chiến đấu bộ binh dòng BMP, các xe tăng T-55, T-62, T-90 đều có nguồn gốc Liên Xô, và số lượng của các loại thiết giáp này phải tính bằng ngàn chiếc. Những phương tiện chiến đấu này đã giúp cho quân đội nhân dân Việt Nam vượt qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, từ đó cho thấy vai trò quan trọng của các xe thiết giáp trong sức mạnh quân đội của một quốc gia. Bên cạnh các dòng xe thiết giáp tới từ Liên Xô và Nga, trong tay quân đội Việt Nam có hàng trăm cho tới cả ngàn xe thiết giáp chở quân bánh xích 113 thu giữ được sau giải phóng. Trong quá trình sử dụng cho tới thời điểm này, những chiếc xe này đã cũ, không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại. Quân đội ta cũng đã tiến hành cải tiến cơ bản và biến một số xe thiết giáp này thành phương tiện chiến tranh kiểu mới. Trong đó có đề án cải tiến xe thiết giáp chở quân 113 thành một đơn vị cối tự hành, hay tiến hành nâng cấp giáp và tháp pháo tự động cho nó. Nhưng tham vọng của Việt Nam có lẽ không dừng lại ở đó. Quân đội ta đang cho thấy mục tiêu lớn hơn là nâng cấp các xe thiết giáp có nguồn gốc từ Mỹ và có thể tiến tới sản xuất nội địa các phiên bản tương tự. Mới đây, một số hình ảnh rò rỉ trên mạng trong phiên họp giới thiệu về ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam. Một chi tiết đáng chú ý được chia sẻ cho thấy phía Hàn Quốc đang giới thiệu cho Việt Nam một bản nâng cấp xe thiết giáp M113. Bên cạnh đó, họ còn trình bày một chi tiết thú vị về hệ thống chuyển động của xe này. Điều này đưa tới khả năng lớn, đó là có thể hai bên đang thảo luận về dự án nâng cấp xe thiết giáp 113 trong quân đội Việt Nam, hoặc có thể sẽ là sự hợp tác để sản xuất một phiên bản xe thiết giáp tương tự, dựa trên nền tảng của loại thiết giáp Mỹ. Này các bạn hãy nhìn kỹ vào bức ảnh này. Đây là một xe thiết giáp được phía Hàn Quốc giới thiệu với Việt Nam. Nhìn qua thì kênh có thể đoán được ra đây chính là xe thiết giáp K-200, KIFV, xe thiết giáp chở quân do Hàn Quốc sản xuất, dựa trên nền tảng xe thiết giáp 113. Khi đối chiếu hai hình ảnh, ta có thể thấy rõ sự tương đồng giữa thân xe, mặt trước và tháp pháo. Có khả năng Việt Nam đang hướng tới một phiên bản cải tiến cho xe thiết giáp 113 của Việt Nam lên phiên bản K-200 của Hàn Quốc, hoặc có thể chúng ta sẽ hợp tác với Hàn Quốc để sản xuất một phiên bản tương tự trong nước. Đối với kênh, khả năng nào cũng có thể xảy ra hết, nhưng việc nâng cấp hàng trăm M113 sẽ quan trọng hơn vào lúc này. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin về dòng xe thiết giáp K-200 của Hàn Quốc, xem nó có ưu thế gì vượt trội so với M113 của Việt Nam hay không. K-200, KIFV là xe bọc thép chở quân của Hàn Quốc. Ban đầu được Daewoo Heavy Industries sản xuất để thay thế trong nước cho các xe bọc thép chở quân cũ hơn, chẳng hạn như M113 đang phục vụ tuyến đầu trong lực lượng vũ trang Hàn Quốc tại thời điểm phát triển K-200. Từ năm 2009, K-200 đã được bổ sung thêm K-21. Tổng cộng, có 2.800 xe K-200 thuộc mọi cấu hình được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến năm 2006. Trong số đó, có 111 xe K-200A1 được xuất khẩu sang Malaysia. Dự án K-200 bắt đầu vào năm 1981 khi quân đội Hàn Quốc đưa ra yêu cầu về một xe chiến đấu bộ binh Hàn Quốc mới để đáp ứng các yêu cầu chiến đấu trong tương lai. Cơ quan phát triển quốc phòng chịu trách nhiệm phát triển và Daewoo Heavy Industries là nhà thầu chính sản xuất loại xe này. K-200 được thiết kế để trở thành xe ở quân đổ bộ có thể vượt sông nông, dựa trên khung gầm của xe chiến đấu binh thiết giáp Mỹ. Bản thân K-200 dựa trên xe chở quân thiết giáp 113. Loại xe này được phát triển để có giá cả phải chăng hơn IFV, nhưng không nhất thiết phải hy sinh khả năng để có được lợi thế về hiệu quả chi phí, mà việc sản xuất theo giấy phép hoặc nhập khẩu trực tiếp IFV sẽ đòi hỏi Ulsan sẽ kết hợp động cơ MAN vào K-200 theo một thỏa thuận sản xuất theo giấy phép và đồng hóa công nghệ của mình bằng cách sử dụng các thành phần trong nước. Một kinh nghiệm về kỹ thuật đảo ngược sẽ chứng minh là công cụ hữu ích trong quá trình phát triển IFV tiếp theo của mình. K-21, Edward Dynamics là nhà thầu phụ, được cấp phép cho hộp số Allison Transmission X-25K.
Chiếc xe này được đưa vào sản xuất vào năm 1985. Việc sản xuất hàng loạt đã hoàn thành vào năm 2006. Vào tháng 10 năm 2017, Hàn Quốc đã công bố một dự án nâng cấp do nội bộ tài trợ, sẽ biến K200 thành một phương tiện đa năng dạng mô đun. Thiết kế bao gồm kéo dài khung gầm và thêm một bánh xe đường cho 6 cặp và loại bỏ phần sau để tạo ra một thùng hàng phẳng để phù hợp với nhiều mô đun khác nhau, có thể hoán đổi cho các nhiệm vụ khác nhau. Cấu hình ban đầu bao gồm các mô đun hoạt động như xe cứu thương, xe chở nhiên liệu, tàu giải mìn và thông tin liên lạc. Với sự chấp thuận của quân đội, công ty có thể hoàn thành toàn bộ dự án trong 2 năm. Dòng xe K200 vận chuyển trung đội bộ binh cơ giới, được thiết kế để bảo vệ nhân sự khỏi hỏa lực và vũ khí nhỏ. Thân xe KFV được làm bằng giáp nhôm hàn toàn bộ, với một lớp giáp thép nhiều lớp cách đều được bu lông vào. Giáp Composite cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn với trọng lượng nhẹ hơn. Nó cung cấp khả năng bảo vệ chống lại đạn 12,7mm ở hai bên, đạn 7,62mm ở phía sau, mảnh đạn lớn hơn từ mặt đất và mìn chống bộ binh. Khoang động cơ nằm ở phía trước bên phải của xe và được ngăn cách với phần còn lại của xe bằng một vách ngăn. Khoang động cơ được trang bị hệ thống chữa cháy, có thể được vận hành bởi người lái xe hoặc từ bên ngoài xe. Các cửa hút gió, cửa thoát gió và ống xả được đặt trên nóc xe để cho phép các hoạt động đổ bộ. Xe bọc thép K200 có 6 ống phóng lựu đạn khói vận hành bằng điện được lắp ở phía trước thân xe, như một biện pháp đối phó với việc nhắm mục tiêu bằng quang điện và hồng ngoại. Nếu biến thể KFV có tháp pháo, các ống phóng lựu đạn khói được lắp trên tháp pháo 3 ống ở mỗi bên. K200 có thể hỗ trợ hỏa lực bộ binh bằng xung máy 12,7mm và 7,62mm. Có thể tăng cường hỏa lực chống bộ binh và chống vật liệu bằng cách trang bị súng vâu cần 20mm hoặc súng cối 81mm. Có thể tăng thêm khả năng chống tăng bằng cách trang bị hệ thống tên lửa chống tăng Metisem. K200 có tính mô đun cao và các biến thể của nó cung cấp các loại hỗ trợ chiến đấu bổ sung như phòng không và thu hồi xe bằng thiết bị chuyên dụng. Vào tháng 11 năm 2015, Dosan và CMI Defense tiết lộ rằng họ đã hợp tác để tạo ra trạm vũ khí được bảo vệ các Real CPVKS nhằm tăng hỏa lực cho K200. Tháp pháo có thể hỗ trợ pháo từ 20 đến 30mm, cộng với súng máy đồng trục 7,62mm, bao gồm CPVKS-20, 20mm, CPVKS-25mm, có thể được trang bị M242, Bushmaster, Netter, M811 hoặc Olicon, KBA. Điều mà kênh tâm đắc và thích nhất ở xe thiết giáp dòng K200 của Hàn Quốc, đó là nó có rất nhiều biến thể với nhiều vai trò tác chiến khác nhau. K200 là phiên bản sản xuất đầu tiên. K216 là xe trinh sát NBC được trang bị hệ thống phát hiện để truy tìm nguồn gốc của các điệp viên NBC. K221 là xe tạo khói, tạo ra hai loại khói để bảo vệ khỏi ánh sáng nhìn thấy trong 90 phút và tia hồng ngoại trong 30 phút. K242, phiên bản mang theo súng cối 4,2 inch để hỗ trợ hỏa lực. K255 là phiên bản xe tiếp tế đạn dược cho pháo tự hành 155mm. K263, FPA Auger là biến thể pháo phòng không tự hành. KM167A1, 20mm của K200. K277 là xe chỉ huy, xe có nhiều phụ kiện dành cho chỉ huy. K281 là xe mang theo súng cối 81mm để hỗ trợ hỏa lực. K288 là xe cứu hộ và sửa chữa xe quân sự bị hư hỏng. K263A1 FPAG là biến thể pháo phòng không tự hành M61 Vulcan 20mm KM167A1 của K200A1. Nhìn chung, chỉ với một dòng thiết giáp K200, phía Hàn Quốc đã đưa nó lên tầm cao mới. Với các chức năng khác nhau, nếu hợp tác với Hàn Quốc để sản xuất loại xe thiết giáp và các biến thể khác nhau của nó, đồng thời nâng cấp các xe M113 cũ thì quả thật tuyệt vời. Nếu được chọn, đầu tiên chúng ta sẽ phải nghĩ đến phiên bản chở quân gốc, bản trinh sát, bản mang pháo cối và bản mang theo hệ thống phòng không. Việc sản xuất trong nước nên ngay lập tức cho bản chở quân, còn các bản dùng để trinh sát, mang pháo cối và hệ thống phòng không có thể được cải tiến từ các xe M113 cũ mà ta đang có. Riêng với bản mang pháo cối, quả thật chúng ta cũng đã nghĩ đến và sản xuất từ mấy năm trước rồi. Tuy nhiên, nếu so với những cải tiến của người Hàn, thì quả thật một trời một vực, việc hoán cải xe thiết giáp M113
làm khung bệ, mang súng cối tự hành. Ngoài việc tiết giảm được số lượng chiến sĩ trong khẩu đội, cơ số đạn dự trữ nhiều hơn cho phép bắn lâu dài, dễ dàng vượt qua nhiều loại địa hình phức tạp, thì còn có tác dụng hạn chế thương vong vì hỏa lực bắn trả từ phía đối phương. Bên cạnh đó, dễ dàng nhận thấy khoảng trống bên trong xe thiết giáp M113 còn rất nhiều, rất thuận tiện cho việc nâng cấp vũ khí. Bằng chứng là hiện nay, phiên bản M156A3 của Mỹ đã đổi qua sử dụng súng cối M120 cỡ nòng 120mm. Năm 2019, Hàn Quốc đã hoàn tất việc phát triển hệ thống súng cối tự hành 120mm, được tích hợp vào xe bọc thép chở quân bánh xích FPC loại M113. Về tính năng, hệ thống cối tự hành mới có thể xoay 360 độ và có tầm bắn gấp hơn 2 lần so với dòng súng cối cũ kỹ mà lục quân Hàn Quốc dự định thay thế. Nó sẽ là một vũ khí rất uy lực, dùng cho mục đích điểm trợ hỏa lực cấp tiểu đoàn. Khí tải được tích hợp với một hệ thống kiểm soát hỏa lực và nạp đạn tự động. Lục quân Hàn Quốc hoán cải phiên bản xe chỉ huy của M113 để lắp đặt hệ thống súng cối này. Việc Hàn Quốc đưa cối lên M113 cũng hoàn toàn hợp lý, bởi quân đội nhiều quốc gia có biên chế M113 đã làm điều tương tự từ nhiều năm nay, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu cho dòng vũ khí này. Đối với Việt Nam, để khai thác sử dụng các trang bị trên thực hiện nhiệm vụ tác chiến, phòng thủ của quân khu trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã giao nhiệm vụ cho Cục Kỹ thuật của quân khu nghiên cứu thay thế phần hỏa lực bằng cách trang bị súng cối 100mm do Việt Nam sản xuất. Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn phương án chế tạo, giá liên kết phần vũ khí với phần đĩa quay của xe. Phần giá liên kết được thiết kế theo mẫu nguyên bản, có cải tiến hạ thấp độ cao để bù độ lệch chiều dài của thân cối 81mm và cối 100mm, do thân cối 81mm ngắn hơn thân súng cối 100mm. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đã thiết kế, gia công giá liên kết súng cối 100mm và súng 12,7mm K54 với thân xe thiết giáp, cải tiến giá để đặt súng cối 100mm, thiết kế gia công giá để đặt súng 12,7mm K54 và giá để phụ tùng đồng bộ theo súng đạn. Nhóm nghiên cứu đã gia công chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết, kiểm nghiệm độ bền một số chi tiết cơ cấu của giá liên kết, bắn thử nghiệm kiểm tra hoạt động, chỉnh sửa các lỗi sau khi bắn thử nghiệm, bắn trình diễn nghiệm thu. Sản phẩm được nhân rộng đã góp phần giảm chi phí tiết kiệm trong việc nhập khẩu vũ khí, đồng thời tận dụng được số xe thiết giáp thế hệ 2 hiện đang quản lý. Kết quả trên đã giúp cho quân khu 9 có thêm trang bị mới, góp phần nâng cao sức mạnh quân sự nước nhà, đáp ứng yêu cầu tác chiến, phòng thủ địa hình sông nước của quân khu trong tình hình hiện nay. Nhìn chung phiên bản nâng cấp của Việt Nam chỉ gọi là tạm ổn và vẫn thua xa phiên bản sử dụng cối 120mm của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nó còn có cơ chế nạp đạn tự động thay vì bằng cơm như của Việt Nam. Các bạn có đánh giá như thế nào về các dòng xe bọc thép này? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà kênh Quân sự 24 giờ đem đến cho các bạn, đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo cho kênh để đón xem những video mới nhất của Quân sự 24 giờ nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.